Xin mến chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại với cây thuốc vùng cao. Các bác để ý cây này nhé. Lá rất giống với lá của dây trầu không. Đây ạ. Nhưng những cái lá ngọn của cây này, đây, thì lại có một cái màu trắng. Và thường ấy, mỗi một cái ngọn cây này sẽ có 3 lá ở trên cùng là có điểm những cái màu trắng như này. Người ta đặt tên cây này là vị thuốc tam bạch thảo. Hay cũng có người gọi cây này là cây trầu nước bởi vì nó thường sống ở dưới nước. Hoặc tên khác là cây hàm ếch. Đây ạ. Hôm nay con sẽ chia sẻ cho bác những công dụng rất hay của loại cây này. Rất giống với lá cây trầu không. Hoa cũng vậy. Nhưng phần ngọn sẽ có 3 cái lá màu trắng, tam bạch thảo. Cây trầu nước hay gọi là cây hàm ếch này có vị cay, ngọt, tính hàn. Tác dụng của nó là thanh nhiệt này, lợi niệu này, giải độc này, tiêu thũng này. Được dùng trong những trường hợp bị đau xương khớp, phụ nữ, bạch đới khí hư, rồi mụn nhọt, ung nhọt. Một số vị lương y còn sử dụng cây này trong những bài thuốc về gan. Rất là hay. Kinh nghiệm đầu tiên đó là khi chúng ta bị mụn nhọt đấy ạ. Đấy, chưa bưng mủ thì các bác có thể sử dụng cái lá của cây trầu nước này. Đấy. Cái lá cây này mang về rửa sạch, giã nát và đắp lên cái nhọt đó. Đấy. Cứ 2 giờ đắp một lần. Ngày làm 3 lần. Đấy. Thì sau khoảng 3-5 ngày sẽ thuyên giảm đáng kể. Đây là kinh nghiệm đầu tiên. Kinh nghiệm thứ hai của cái cây hàm ếch này, đó là một trong những cái vị thuốc tốt cho những chị em bị bạch đới khí hư. Phụ nữ mà bị bạch đới khí hư có thể hái cái lá của cây hàm ếch này, mang về rửa sạch, thái nhỏ và nấu với thịt lợn nạc đấy, thành một món canh. Cái món canh của lá cây hàm ếch này với thịt lợn nạc có tác dụng là đào thải đấy, và tốt cho chị em bị bạch đới khí hư. Rất là hay đấy. Đấy là kinh nghiệm thứ hai. Kinh nghiệm thứ ba sử dụng cây này là trong trường hợp bị đau xương khớp do thay đổi thời tiết. Bác nào mà biểu hiện đau xương khớp do thay đổi thời tiết ấy, các bác có thể sử dụng cái cây hàm ếch này, mang về thái ngắn, đấy, phơi khô, sau đó là sao vàng, hạ thổ. Dùng cái lá cây này, các bác hãm trà uống trong ngày. Đấy, thì những biểu hiện của đau xương khớp do thay đổi thời tiết, các bác sử dụng cái trà này giúp giảm đau và giúp cho xương khớp của các bác nó thuyên giảm tình trạng bị đau nhức do thời tiết thay đổi. Một kinh nghiệm rất là hay nữa, đó là trong trường hợp bị sỏi bàng quang. Trường hợp này thì các bác có thể sử dụng toàn thân, lá và thân của cây hàm ếch này. Đấy. Các bác kết hợp với kim tiền thảo này, cỏ tháp bút này, dây tơ hồng xanh này và bòng bong. Đấy. Tỷ lệ đó là lá và thân của cây hàm ếch ở dạng khô là 20g. Kim tiền thảo, dây bòng bong, cỏ tháp bút và dây tơ hồng xanh, mỗi vị 15g. Tất cả nguyên liệu các bác sắc chung với 750ml nước sắc nhỏ lửa, còn 400ml và chia làm 3 lần uống trong ngày. Đấy là cái bài thuốc hỗ trợ trong trường hợp bị sỏi bàng quang. Quân nhắc lại những nguyên liệu các bác nhé. Một, đó là 20g thân và lá của cây hàm ếch. 2. Đó là kim tiền thảo. 3. Đó là thóng bong. 4. Đó là tháp bút. Và thứ 5. Đó là dây tơ hồng xanh. Những vị còn lại kia thì mỗi vị 15g. Đấy. Sắc chung với 750ml nước sắc nhỏ lửa, còn 400ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Ngoài những kinh nghiệm ở trên thì cây hàm ếch này còn được sử dụng trong những bài thuốc về viêm gan,
rồi u gan, một số vị lương y ở vùng cao còn sử dụng trong những bài thuốc về gan rất là hay. Rồi cây này các bác là có thể là hái lá cây này để cuốn chả cũng rất là tốt. Đấy. Đây là một cái gia vị mà ít người biết sử dụng. Đấy. Cuốn chả, thay vì chúng ta chả lá nốt thì các bác thử một lần cuốn chả lá cây hàm ếch. Đấy. Ăn cái chả của cây này, các bác cuốn với thịt lợn này, đấy, trứng gà ta này, đấy, và các gia vị khác, sử dụng cái lá này cuốn lại. Đấy. Các bác rán lên, ăn, sẽ thấy cái hương vị đặc biệt. Đấy. Và ăn một vài lần cái chả này, sẽ cảm giác nhẹ người các bác. Cảm giác nhẹ người. Những bác nào mà đang bị đau mình mẩy này, những bác nào mà đang bị mệt mỏi này, đang bị đau xương khớp này, đấy, các bác sử dụng cái món chả thay vì lá lốt, các bác cuốn bằng chả cây hàm ếch này. Đấy. Vài ba ngày chúng ta ăn một lần sẽ thấy cơ thể đỡ cái tình trạng mệt mỏi, đỡ cái tình trạng đau xương khớp. Đấy. Cũng là cái món rất là ngon. Đây, lá đây ạ. Lá giống hệt lá trầu không, quá nhá, cũng gần giống với lá cây lá nốt. Vò lá cây này có một cái tinh dầu khá là thơm. Đấy. Tinh dầu thơm cảm giác như là cái mùi thơm hơn cái mùi lá nốt các bạn. Thơm nó gần giống với cái mùi của cái cây dổi lấy lá ấy. Đấy. Cái mùi khá là thơm. Một cái gia vị rất là hay này mà nếu như các bác bắt gặp cây này mà các bác không biết sử dụng để làm gia vị và không biết sử dụng làm thuốc ấy, thì thực sự là rất là đáng tiếc các bác nhé. Đấy, thử một lần hái cây này về nấu canh. Đấy, thử một lần hái cây này về để làm chả. Hoặc là chúng ta hãm trà lá cây này uống các bác nhé. Khi nhấm lá cây này có vị hơi cay một chút. Đấy. Cái vị của nó là vị cay, ngọt nhưng mà lại tính hàn. Đấy. Tác dụng của nó đó là giải độc này, tiêu thũng này, lợi niệu này. Đấy. Dùng cho những cái bài thuốc về xương khớp, rồi phụ nữ bạch đới khí hư. Đấy. Lá có thể đắp mụn nhọt, rồi trường hợp bị sỏi bàng quang, những bệnh về gan. Đấy. Nhiều vị lương y sử dụng cây này rất là hay các bác nhá. Một video ngắn chia sẻ cho các bác đặc điểm tự nhiên và những công dụng của cây hàm ếch, có tên khác là cây trầu nước tam bạch thảo. Đấy. Các bác còn biết thêm những công dụng gì của cây này, hãy để lại bình luận xuống bên dưới các bác nhá. Và đừng quên đăng ký kênh Cây Thuốc Vùng Cao để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.